Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Sống An Nhiên. Quý vị thân mến, tỏi thường đã rất tốt cho sức khỏe, nhưng tỏi đen còn tốt hơn gấp vạn lần. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng hàm lượng hoạt chất chống oxy hóa của tỏi đen cao hơn rất nhiều so với tỏi tươi, do đó chúng có tác dụng ngăn chặn các bệnh có liên quan đến quá trình rối loạn trao đổi chất trong cơ thể, làm giảm hàm lượng cholesterol xấu trong máu, hạn chế quá trình lão hóa, giảm xơ cứng động mạch và giúp bảo vệ tim. Trong những năm gần đây, tỏi đen được xem là siêu thực phẩm bởi công dụng có thể phòng ngừa và chữa được nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là ung thư. Song giá thành của tỏi đen lại không hề rẻ chút nào. Có một bí quyết nho nhỏ là bạn hoàn toàn có thể tự tay làm được tỏi đen tại nhà với phương pháp cực kỳ đơn giản, giúp bạn tiết kiệm chi phí mà vẫn tạo ra những mẻ tỏi đen vô cùng an toàn và hiệu quả. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tỏi đen là một sản phẩm của quá trình lên men và làm chín sinh học tỏi tươi thông thường bằng nhiệt độ cao. Màu đen của tỏi là màu tự nhiên do hợp chất melanoidin có thể ăn được hình thành trong quá trình lên men tỏi tươi. Khi tỏi tươi trải qua quá trình xử lý nhiệt trở thành tỏi đen, sẽ mất đi hoàn toàn mùi hăng khó chịu, có vị ngọt đặc trưng và dai mềm khi ăn. Chính vì những công dụng tuyệt vời trên đây nên tỏi đen được bán trên thị trường với giá thành rất cao, dao động từ 1 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng 1 kg. Tuy nhiên, để có thể tiết kiệm chi phí và bảo toàn giá trị dinh dưỡng có trong tỏi đen, bạn hoàn toàn có thể tự làm tỏi đen tại nhà bằng cách vô cùng đơn giản. 1. Tỏi đen đạt chuẩn phải đảm bảo những công dụng gì? Rất nhiều nghiên cứu khoa học đã được chứng minh tác dụng sinh học có thể chữa được bệnh của tỏi đen. Dịch chiết xuất từ tỏi đen có hiệu lực mạnh trong việc kháng lại các tế bào ung thư. Loại dịch này đã được hình thành trong quá trình lên men, tạo ra các dẫn chất của tetrahydrocarbonyl và các hợp chất sunfua hữu cơ giúp chống lại sự sản sinh gốc tự do, nguyên nhân chính gây ung thư và ức chế quá trình peroxy hóa lipid cao hơn trong tỏi thường rất nhiều. Đặc biệt, hàm lượng các hoạt chất SAC có công dụng làm giảm sự phát sinh của khối u ruột kết có trong tỏi đen cũng cao gấp 8 lần so với tỏi thông thường. Hoạt chất chống oxy hóa tăng đến 25 lần so với tỏi tươi, bao gồm cả vai trò bảo vệ DNA khỏi sự phá hủy của các dạng oxy hoạt động, vốn là tác nhân chủ yếu gây ung thư. Tỏi đen tác động đến các yếu tố gây ung thư bằng cách ức chế sự nhân lên của tế bào khối u. Cơ chế tác động không trực tiếp gây độc cho tế bào mà gián tiếp thông qua con đường kích thích đáp ứng miễn dịch, loại bỏ khả năng di căn của các tế bào khối u. Bên cạnh việc phòng ngừa ung thư, tỏi đen còn có thể hỗ trợ điều trị bệnh đái tháo đường và các bệnh về đường huyết. Các axit amin, glycine giúp hạ đường huyết, kích thích bài tiết insulin, điều hòa đường huyết hiệu quả. Tỏi đen không chỉ đơn thuần làm thức ăn mà còn được các nhà khoa học bào chế ra nhiều loại thực phẩm khác nhau, loại thuốc chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch, chứa các nguyên tố vi lượng và thành phần dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Đây được xem là chìa khóa cho sức khỏe, sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ dược phẩm. 2. Cách làm tỏi đen phòng chống ung thư. Chuẩn bị nguyên liệu: 1 cân tỏi tươi, 1 lon bia, giấy bạc, nồi cơm điện. Về nguyên tắc, tỏi đen được lên men trong thời gian dài từ tỏi thường có màu đen vị ngọt. Đặc biệt trong quy trình chế biến tỏi đen nhất định phải có công đoạn lên men bằng bia. Quá trình từ khi bắt đầu đến lúc thu hoạch tỏi đen thường diễn ra từ 2 đến 3 tuần tùy vào loại tỏi, nhiệt độ và kích thước khác nhau. Các bước thực hiện làm tỏi đen. Bước 1. Lựa chọn củ tỏi to, kích thước đều nhau. Bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài cùng để loại bỏ bụi bẩn. Bước 2. Đổ bia vào một cái chậu, rồi cho tỏi vào ngâm với bia trong 30 phút để tỏi ngấm đều men vi sinh. Tỷ lệ ngâm giữa bia và tỏi là 1 lon bia trên 1 cân tỏi. Bước 3. Chuẩn bị một tờ giấy bạc lớn, sau khi ngâm thì vớt tỏi ra khỏi thau bia, rồi xếp tỏi vào giấy bạc ngay khi tỏi còn đang ướt. Bước 4. Gói giấy bạc bao kín hết phần tỏi, rồi cho vào nồi cơm điện, bật nút giữ ấm, để giữ ấm trong khoảng 2 tuần. Bạn nên dùng một lớp màng bọc thực phẩm để bọc kín xung quanh vùng nồi cơm điện, sao cho nồi càng kín càng tốt. Chú ý! Trong quá trình ủ tỏi, tỏi sẽ dần dần chuyển từ màu trắng ban đầu sang màu nâu, rồi màu đen. Bạn có thể mở nồi ra kiểm tra tỏi hàng ngày, nhưng không nên mở vung quá lâu, thời gian mở vung không quá 5 phút. Cách dùng: mỗi ngày bạn lấy một củ tỏi để ăn, chia làm 2 lần sáng và tối đều đặn, chỉ cần bóc vỏ và ăn phần bên trong là được.
Tỏi đã được lên men có vị ngọt bùi rất dễ ăn, cứ ăn liên tục trong một tuần, bạn sẽ giật mình vì sự thay đổi trọng lượng cơ thể của mình đấy. Giảm đến 5 cân là điều không quá xa vời nữa, vừa hiệu quả an toàn mà lại không hề ảnh hưởng đến sức khỏe chút nào. Tỏi được lên men gọi là tỏi đen với hàm lượng chất oxy hóa cao gấp nhiều lần so với tỏi trắng bình thường. Tỏi đen là loại thần dược phù hợp với sức khỏe con người, giúp điều trị bệnh rất tốt, chống lão hóa, ngăn ngừa ung thư, giảm cholesterol trong máu, xơ cứng động mạch và tăng sức đề kháng. Tuy tỏi đen rất tốt cho sức khỏe, nhưng có những đối tượng tuyệt đối không nên ăn tỏi đen kẻo rước họa vào thân. Người bị bệnh về gan. Vì một số thành phần của tỏi đen khi vào đến dạ dày và ruột thì sẽ gây kích thích mạnh, ức chế tiết dịch vị, ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Khi đó gan sẽ phải làm việc căng thẳng hơn bình thường. Người bị bệnh về gan là một trong những người không nên ăn tỏi đen đầu tiên. Người bệnh sẽ rất dễ buồn nôn và mệt mỏi. Tỏi có chứa các thành phần dễ bay hơi, làm giảm lượng hemoglobin, dẫn đến thiếu máu và gây nhiều bất lợi cho việc điều trị bệnh gan. Ngoài ra, khi cơ thể thiếu máu sẽ dẫn đến tình trạng suy nhược, rất dễ mắc nhiều chứng bệnh khác. Người bị bệnh về mắt. Theo đông y thì ăn nhiều tỏi đen trong thời gian dài sẽ làm tổn thương đến mắt và gan, làm suy giảm thị lực. Do đó những người mắc bệnh về mắt, thiếu máu, chóng mặt, suy giảm trí nhớ thì cũng không nên ăn quá nhiều tỏi. Người bị bệnh thận. Đối với người bệnh thận nặng hoặc đang uống thuốc thì không nên ăn các thực phẩm cay nóng như tỏi, ớt, vì khi ăn những loại thực phẩm này có thể làm bệnh cũ tái phát hoặc gây phản ứng phụ, làm mất hiệu quả của thuốc đang điều trị. Người bị bệnh tiêu chảy. Tuy tỏi có tính kháng viêm hiệu quả, nhưng khi bị tiêu chảy, vi khuẩn rất dễ xâm nhập vào đường ruột làm tổn thương niêm mạc và sung huyết, hệ tiêu hóa suy giảm khả năng phân giải, khiến người bệnh càng đau đớn và đi vệ sinh nhiều hơn. Người có sức đề kháng yếu. Tuy tỏi đen có thể hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh, thanh nhiệt, giải độc, nhưng ăn nhiều sẽ tiêu hóa khí của cơ thể, thậm chí ăn quá nhiều sẽ tiêu hao năng lượng sinh nóng, sinh đờm. Do đó, người có thể trạng yếu thì không nên ăn tỏi đen. Vâng thưa quý vị, nhiều người thường dùng tỏi để làm gia vị, để tránh tà hay làm bùa ngải mà họ không hề biết rằng tỏi có thể phát huy khả năng thần thánh trong cả quá trình làm đẹp và nâng cao sức khỏe cho con người nữa đấy. Tỏi không chỉ là loại gia vị thiết yếu trong nhà bếp mà còn giúp làm tăng hương vị cho món ăn, có tác dụng phòng, điều trị bệnh tim mạch, ngăn ngừa ung thư, nhiễm trùng xương khớp. Vậy ăn tỏi sống hàng ngày có những tác dụng gì? Hãy cùng Sống An Nhiên tìm hiểu trong phần tiếp theo của chương trình nhé! Những tác dụng của việc ăn tỏi sống hàng ngày. 1. Phòng và điều trị cảm cúm. Hợp chất sunfua có trong tỏi có tác dụng kháng khuẩn tiêu viêm cực mạnh. Sử dụng tỏi hàng ngày giúp dự phòng cảm cúm và các bệnh do vi khuẩn, virus gây ra. Việc ăn tỏi sống mỗi ngày giúp giảm 63% nguy cơ bị cảm cúm. Bên cạnh đó, việc ăn tỏi còn giúp rút ngắn 70% thời gian bị cảm, cho phép người bệnh phục hồi sức khỏe nhanh hơn. 2. Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị ung thư. Theo nhiều nghiên cứu, tỏi có công dụng đáng kể trong việc giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư, nhất là ung thư đường ruột. Cụ thể, tỏi ức chế quá trình nitrat biến thành nitrit trong dịch vị, ngăn cản sự hình thành nitrosamin, giúp phòng ngừa ung thư dạ dày. Bên cạnh đó, tỏi còn có thể ngăn cản sự xâm hại của độc tố, kim loại nặng, chất gây ung thư đối với cơ thể. Đồng thời, thành phần germanium và selen trong tỏi giúp cơ thể chống đột biến tế bào, ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả. Về khả năng hỗ trợ điều trị ung thư, các hoạt chất trong tỏi như diacin disulfide, S-alicetein và azol có tác dụng làm chậm tốc độ tăng trưởng của khối u, giảm kích thước khối u tới 50%. Tỏi có công dụng ngăn ngừa, hỗ trợ, kiểm soát sự phát triển của các loại ung thư như ung thư vú, ung thư dạ dày, ung thư vòm họng, ung thư đại tràng, ung thư thực quản, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư gan, ung thư bàng quang. 3. Cải thiện chức năng xương khớp. Các chất trong tỏi như vitamin C, vitamin B6, mangan, kẽm cùng các chất chống oxy hóa và enzyme có tác dụng tốt trong việc ngăn chặn sự hình thành các mô liên kết và chuyển hóa xương. Đồng thời, chúng nâng cao khả năng hấp thụ canxi của cơ thể, giúp xương chắc khỏe hơn. Với phụ nữ, việc ăn tỏi sống giúp làm chậm quá trình loãng xương bằng cách tăng cường nội tiết tố estrogen. Đối với những bệnh nhân mắc bệnh về xương khớp, tỏi có tác dụng giảm triệu chứng đau nhức rõ rệt. 4. Phòng ngừa các bệnh về tim mạch. Tỏi có tác dụng hạ mức cholesterol xấu và tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, giúp loại bỏ các mảnh xơ vữa bám trên thành mạch máu.
Ăn tỏi thường xuyên cũng giúp làm chậm tiến trình lão hóa của động mạch chủ. Ngoài tác dụng giảm mỡ máu da, tỏi còn ức chế tích tụ tiểu cầu, phòng ngừa hình thành huyết khối. Vì vậy, tỏi có tác dụng phòng ngừa bệnh tim mạch. Tỏi còn có tác dụng kiểm soát huyết áp bằng cách giảm độ nhớt của máu nhờ hoạt chất iron. Theo các nhà khoa học, khoảng 600 đến 1.500 chiết xuất từ tỏi sẽ mang lại hiệu quả giảm huyết áp trong 24 tuần. Bên cạnh đó, chất polysulfide và các phân tử lưu huỳnh có trong tỏi có tác dụng làm giãn cơ trơn, kích thích sản xuất các tế bào nội mạc và giãn mạch máu, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Người bệnh tăng huyết áp được khuyên nên ăn vài tép tỏi mỗi sáng để hạ áp. 5. Tác dụng bổ thận tráng dương. Các nhà khoa học đã phát hiện ra việc ăn tỏi sống mang lại nhiều lợi ích đối với nam giới. Cụ thể, tăng khả năng tình dục ở nam giới, đặc biệt là ở những quý ông mắc chứng nhược dương hay liệt dương. Theo các nhà khoa học, sự cương cứng cần đến một loại enzyme gọi là nitric oxysynthase. Những hợp chất có trong tỏi giúp sản sinh ra loại men này. Ăn 1 đến 2 nhánh tỏi mỗi ngày, liên tục trong khoảng 2 tháng sẽ giúp tăng số lượng tinh trùng trong tinh dịch. 6. Một số tác dụng khác của việc ăn tỏi sống, mang lại thai kỳ an toàn. Tỏi có tác dụng tăng trọng đối với thai nhi có rủi ro thiếu cân. Bên cạnh đó, tỏi cũng giúp giảm thiểu những rủi ro khác trong thai kỳ như tiền sản giật, có sự liên hệ với chứng cao huyết áp. Lọc độc tố trong máu. Chất allicin trong tỏi giúp loại bỏ các chất độc hại ra khỏi cơ thể, đồng thời tăng cường tế bào bạch cầu khỏe mạnh. Ngoài ra, allicin còn giúp loại bỏ nicotine, thanh lọc máu và làm sạch hệ hô hấp một cách hữu hiệu, ngăn ngừa bệnh Alzheimer. Các chất dinh dưỡng có trong tỏi giúp bảo vệ tế bào não chống lại quá trình lão hóa, làm giảm lượng cholesterol, hạ huyết áp. Vì thế, ăn tỏi sống mỗi ngày giúp ngăn ngừa hiệu quả các bệnh về thần kinh liên quan đến tuổi tác như bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Làm đẹp da. Hợp chất hữu cơ allicin trong tỏi có tác dụng tiêu diệt vi khuẩn và cản trở hoạt động của gốc tự do, giúp phòng ngừa mụn trứng cá và các bệnh ngoài da khác. Hướng dẫn ăn tỏi sống đúng cách. Nên băm nhuyễn tỏi, để trong không khí khoảng 10 đến 15 phút mới ăn. Nguyên nhân là vì trong tỏi không có allicin tự do. Chỉ sau khi băm nhuyễn, dưới tác dụng của enzyme thì tỏi mới phóng thích ra allicin. Nếu tỏi chưa băm nhuyễn đem đi nấu, thì enzyme sẽ mất tác dụng, không phóng thích ra allicin. Nên nấu ăn với tỏi băm nhuyễn, hàm lượng allicin giữ lại được là 60%. Vì vậy, nếu muốn thu được hiệu quả bảo vệ tốt nhất, thì người dùng nên ăn tỏi băm nhuyễn. Có thể ăn tỏi ngâm giấm vì cách sơ chế này vẫn giữ lại được các hoạt chất tốt có trong tỏi. Sau khi ăn tỏi có thể súc miệng bằng cà phê không đường, uống sữa bò, nước trà xanh hoặc nhai kẹo cao su để loại bỏ mùi hôi. Không nên ăn tỏi lúc đói vì tỏi có tính phân hủy và tính kích thích mạnh với niêm mạc dạ dày, ruột. Nếu ăn quá nhiều tỏi một lần trong lúc đói bụng sẽ không tốt cho hệ tiêu hóa, nhất là với những người bị viêm loét dạ dày tá tràng. Người có bệnh liên quan tới mắt, thị lực yếu không nên ăn nhiều tỏi vì tỏi có thể kích thích mắt, dễ gây viêm bầu mắt, viêm kết mạc mắt. Không nên ăn tỏi sống khi bị tiêu chảy vì allicin trong tỏi sẽ kích thích thành ruột, dẫn tới phù nề, nghẽn mạch, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Không ăn tỏi cùng các thực phẩm như thịt chó, thịt gà, trứng, cá chấm. Người có tiền sử mắc các bệnh về gan không nên ăn tỏi vì tỏi có tính nóng, vị cay, làm nóng gan, lâu dài sẽ gây tổn thương cho gan. Người đang sử dụng một số loại thuốc điều trị HIV/AIDS, thuốc chống đông máu không nên ăn tỏi vì sẽ gây ra các tác dụng phụ không tốt cho sức khỏe. Người thể trạng suy yếu không nên ăn nhiều tỏi vì ăn tỏi quá nhiều làm tiêu tan khí huyết, loãng khí, hao máu, sinh đờm, phát nhiệt. Quý vị thân mến, tỏi là một loại thuốc bổ mang tới các công dụng tuyệt vời đối với sức khỏe. Điều quan trọng là chúng ta cần sử dụng ở một mức độ vừa phải với khẩu phần hợp lý. Hy vọng là những thông tin mà Sống An Nhiên vừa chia sẻ trên sẽ hữu ích đối với quý vị khán giả. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Hãy bấm thích và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.